Người ta nói là cô bị lang tuyến giáp, là cô đi chụp chiếu là một bên là 22,6 mini đấy, một bên thì nó có 7,6 thôi. Thế nhưng mà đến khi uống trong vòng vào từ tháng 5 này, như này là vào gần vào tầm 8 tháng, 9 tháng. Ừ. Thì giờ đi khám là nó chỉ còn có 8,7 thôi. Là từ 22 nó xuống 8,7. Nhanh cải thiện. Đấy, cô, đấy là cô uống nhanh tháng 1 lon đấy. Ừ nhỉ. Mấy đâu mấy tháng đầu là 2 lon. Ai chả uống mấy tháng đầu 2 lon. 3 tháng đầu 2 lon ai cũng thế. Nhưng mà em nhanh đấy, anh em nhanh cải thiện đấy. Quá nhanh cải thiện. Nhưng mà nếu mà cô vẫn cứ uống duy trì đến lúc mà 2 tháng cứ liên tục đến lúc ấy thì nhanh hơn nữa. Chứ không nó mất. Thì có nghĩa là bây giờ là cô nhìn là gần như là bên này với bên này của cô là gần như là nó như nhau. Vâng. Đấy. Thế thì có nghĩa là đi ra hôm là đầu tiên là cô đi sang chỗ bệnh đầu tiên bệnh viện là 1-8 nhưng mà không yên tâm lại phải sang bệnh viện ca bệnh viện ung biếu. Bệnh ung biếu khám xong thì nó bảo thế thì bắt đầu là nó vào 3 tháng thì khám lần nhưng mà không có thời gian không có đi khám đâu, không phải không có thời gian mà lười. Thì đến tận hôm vừa rồi có nghĩa là cách đây 1 tháng hay là tháng rưỡi đấy cách đây 1 tháng 2 tháng rưỡi thôi cũng làm gì mà tao nó mới đi ăn thì nó bình thường.